Dù rất ghét Hương Giang sau những scandal hai bên lên tiếng đấu đá nhau, nhưng Trang Trần đã gửi lời nhắn đến Hương Giang. Chuyện gì ra chuyện đó, Trang Trần khẳng định khi biết tin Hương Giang đăng quang ngôi vị Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Tối 9 tháng 3, đêm chung kết Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 chính thức khép lại với ngôi vương miện thuộc về Hương Giang. Người đẹp chủ nhà Thái Lan giành danh hiệu Á hậu 2, còn Á hậu 1 thuộc về đại diện Australia. Trên mạng xã hội, đông đảo bạn bè và người hâm mộ đều gửi lời chúc mừng đến Hương Giang, đặc biệt trong số đó còn có Trang Trần. Trên Facebook cá nhân, Trang Trần chia sẻ hình ảnh bó hoa tươi thắm kèm dòng trạng thái: "Nó thông minh, đúng là rất thông minh. Nó đẹp từ xưa. Nó tỏa sáng, nó xứng đáng được chúc mừng. Chuyện gì ra chuyện đó. Chính nó truyền cảm hứng động lực cho giới LGBT nhà ta, vì nó có ý chí. Các chị em LGBT hãy chúc mừng nó." Ngay sau khi đăng tải, chia sẻ của Trang Trần ngay lập tức nhận được nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người không giấu nổi sự bất ngờ trước phản ứng của Trang Trần, bởi trước đó cô và Hương Giang vốn được biết đến với mối quan hệ không mấy hòa hảo. Khoảng thời gian cùng tham gia cuộc đua kỳ thú năm 2014, Trang Trần và Hương Giang thường xuyên xảy ra xích mích và lời qua tiếng lại. Không những thế, mỗi khi một trong hai người đẹp phải vướng không những thế, mỗi khi một trong hai người đẹp vướng phải lùm xùm, chân dài còn lại sẵn sàng thẳng thắn bộc lộ quan điểm cá nhân một cách gây tranh cãi. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Sau khi ca sĩ Hương Giang Idol giành danh hiệu Hoa hậu chuyển giới quốc tế Miss International Queen 2018, nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp của cô đã lên trang cá nhân chúc mừng, có người còn sang Thái Lan ủng hộ đại diện Việt Nam. Là một trong những người bạn thân thiết của top 4 Việt Nam Idol 2012, Hòa Minzy và ekip của mình đã sang tận Thái Lan cổ vũ Hương Giang trong đêm chung kết Miss International Queen 2018. Nữ ca sĩ đã nhiệt tình cổ vũ đến mức, trong đoạn livestream trực tiếp trên fanpage của cuộc thi, nhiều người hâm mộ đã nhận ra giọng của cô đang gào rất to: "Việt Nam, Việt Nam. Trời ơi, giọng bà Hòa đây mà, tôi có nghe nhầm không chứ? Gia đình Hoa Dâm Bụt đang ở đây hay sao? Nghe cái giọng Hòa Minzy không lẫn đi đâu được." Nhiều khán giả Việt Nam nhanh chóng nhận được sự hiện diện của thần tượng. Một thành viên khác trong gia đình Hoa Dâm Bụt là Eric cũng tháp tùng đàn chị. Nam ca sĩ còn nhiệt tình livestream trực tiếp thời khắc đăng quang và khoảnh khắc Hương Giang Idol trả lời báo chí tại Thái Lan sau khi giành vương miện. Trước đó anh tuyên bố trên trang cá nhân: "Cũng xin tự tin với ba cái mồm oang oạc này thì tên chị và tên nước nhà luôn được hô to nhất, rõng rạc nhất. Chị cứ bình tĩnh tự tin thi thật tốt thôi, gào là việc của bọn em rồi." Ba cái mồm Eric nhắc đến là anh, Hoa Minzy và người còn lại chính là ca sĩ Thanh Duy Idol. Giọng ca Lỗi Ở Yêu Thương liên tục cập nhật hình ảnh những khoảnh khắc đồng hành cùng Hương Giang Idol trước thềm chung kết, một ngày cho đến thời khắc hạnh phúc nhất của cô tại cuộc thi để người hâm mộ tiện theo dõi. Tại Việt Nam, nhiều ngôi sao cũng ngộp thở khi chứng kiến người đẹp chuyển giới của Việt Nam liên tục lọt qua top 12, top 6 rồi đến top 3 chung cuộc. Sau khi Hương Giang Idol được xướng tên ngôi vị cao nhất Miss International Queen 2018, trang cá nhân của các nghệ sĩ trong nước gần như đồng loạt gửi lời chúc mừng. MC Nguyên Khang không giấu được sự xúc động: "Chúc mừng Hương Giang, em đã xuất sắc đăng quang Hoa hậu thế giới tại Thái Lan 2018 và ẵm một loạt giải thưởng phụ. Em là tự hào của cộng đồng LGBT nói riêng và Việt Nam nói chung khi đăng quang ngôi vị cao nhất. Chưa bao giờ anh ngừng thán phục trí thông minh, trí tuệ, bản lĩnh và nỗ lực của em. Đã từng nói chuyện và tiếp xúc với em nhiều lần, anh tin em sẽ có những bước đi thông minh nhất trong sự nghiệp của mình." Các người đẹp như Bảo Thy, Á hậu Thúy Vân, Á hậu Thanh Tú, Á hậu Hà Thu, Hoa hậu Phương Lê cũng công khai chia sẻ hình ảnh tân hoa hậu quốc tế chuyển giới năm 2018 với nhiều lời có cánh. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Hương Giang đã trở thành niềm tự hào của Việt Nam khi đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế vừa kết thúc trong niềm hạnh phúc vỡ òa của người Việt Nam nói chung và người hâm mộ Hương Giang nói riêng. Người đẹp Hương Giang đã xuất hiện xuất vượt qua 28 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới để giành vương miện Hoa hậu. Tuy tham dự cuộc thi trên đất Thái Lan, cái nôi của phẫu thuật chuyển giới, phải đối đầu với các đối thủ mạnh như chủ nhà Thái Lan Josie Rinadan hay người đẹp Brazil, sự tỏa sáng và bản lĩnh của Hương Giang đã được hội đồng ban giám khảo và khán giả công nhận. Hương Giang chưa bao giờ bị kém cạnh khi đứng bên cạnh người đẹp được mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ của Thái Lan. Ngay từ khi bước chân vào cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế, Hương Giang đã tỏ ra là thí sinh nổi bật và đầu tư công phu. Cô đã mang tới cuộc thi bộ trang phục dân tộc nặng 55 kg, được thiết kế vô cùng cầu kỳ và gây ấn tượng mạnh
với ban tổ chức và các thí sinh cùng tham gia. Trang phục truyền thống của Hương Giang do nhà thiết kế trẻ Ngô Mạnh Đông Đông thiết kế lấy cảm hứng từ hoa sen. Trong một cuộc phỏng vấn trong khuôn khổ cuộc thi trên sóng truyền hình Thái Lan, Hương Giang đều thể hiện được phong thái tự tin, lối ứng xử thông minh và khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Nhưng có lẽ, thời điểm Hương Giang được tỏa sáng nhất trong hành trình hoa hậu chuyển giới quốc tế là trên sân khấu phần thi tài năng. Cô thể hiện xuất sắc ca khúc Hớt Sớt với giọng ca đẹp và phần biểu diễn vũ đạo điêu luyện. Người đẹp đã chiếm trọn tình cảm của khán giả Thái Lan và giành giải nhất trong phần thi này. Trước thềm đêm chung kết, Hương Giang càng nỗ lực hơn bao giờ hết. Cô thậm chí còn không dám ăn để giữ hình thể hoàn hảo. Và những cố gắng không ngừng nghỉ của Hương Giang đã không hoài phí. Người đẹp giành liền 3 giải thưởng phụ của cuộc thi, gồm Người đẹp tài năng, Người đẹp truyền thông và video tự giới thiệu được yêu thích nhất trong tiếng hò reo cổ vũ của khán giả. Trong phần thi ứng xử, Hương Giang tiếp tục hoàn thành xuất sắc và lựa chọn trả lời bằng tiếng mẹ đẻ, dù có khả năng nghe nói tiếng Anh trôi chảy. Khi được hỏi, nếu bạn có cơ hội làm một chiến dịch cho cộng đồng để thế giới trở nên tốt đẹp hơn, bạn sẽ làm chiến dịch như thế nào? Hương Giang cho biết, tôi sẽ đòi hỏi quyền bình đẳng cho tất cả mọi người. Người chuyển giới luôn mong muốn được cuộc sống hạnh phúc và không bị kỳ thị. Và cô muốn quyền bình đẳng cho người chuyển giới. Tất cả chúng ta sẽ làm nên một thế giới tốt đẹp. Màn đăng quang của Hương Giang là hoàn toàn xứng đáng với nhan sắc, tài năng và bản lĩnh của người đẹp. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Double tap wet visit. Gift set from Missine Cosmetics. Gift set from the Moon Female Hormone Enhancer by SK Clinics. And a flower bouquet by Flow Design Florist. Combination with modern amenities and friendly service in a tropical environment at Woodlands Hotel and Resort Pattaya for the duration of her reign. And a lifetime access to this beautiful Tiffany Show Pattaya. And here is her trophy, the new Miss International Queen 2018 Miss Vietnam. You can take your first walk as Miss International Queen. After vượt qua nhiều ứng cử viên, Hương Giang Idol đã trở thành Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 trong đêm chung kết tổ chức vào tối mùng 7. Trong đêm chung kết tổ chức vào tối mùng 9 tháng 3 tại Thái Lan, clip khoảnh khắc Hương Giang Idol đăng quang Hoa hậu chuyển giới. Hương Giang Idol đã xúc động bật khóc khi trở thành tân Hoa hậu chuyển giới năm 2018. Tối mùng 9 tháng 3, chung kết Miss International Queens 2018, Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 diễn ra tại Pattaya, Thái Lan. Đêm chung kết được phát trực tiếp trên GMM25 của Thái Lan. Vượt qua 27 thí sinh chuyển giới đến từ các quốc gia, Hương Giang Idol chính thức trở thành tân Hoa hậu chuyển giới năm 2018. Khoảnh khắc đăng quang của Hương Giang Idol, đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện đăng quang tại cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới. Hương Giang Idol là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới năm nay. Trước đêm chung kết, cô đã đạt giải nhờ tài năng tiết mục nhảy và hát bài Hush Hush tại hôm thi bán kết. Trong những phần thi giao lưu và phỏng vấn trước đây, đại diện Việt Nam được đánh giá cao bởi sự tự tin và khả năng nói tiếng Anh trôi chảy. Tuy nhiên, tại đêm chung kết, ở cả hai phần thi ứng xử, Hương Giang đều nhờ phiên dịch. Trong phần thi ứng xử dành cho top 3, Hương Giang Idol đưa ra thông điệp mong muốn góp thêm tiếng nói, đem lại quyền bình đẳng cho người chuyển giới. Phần trả lời ứng xử của người đẹp sinh năm 1991 được đánh giá nổi bật hơn so với đại diện Australia và chủ nhà Thái Lan. Chia sẻ sau đăng quang, Hương Giang Idol cho biết có bất ngờ nhưng không thể tin mình đã trở thành hoa hậu chuyển giới quốc tế. Sau đăng quang, cô hy vọng có thể làm được nhiều điều có ích hơn cho cộng đồng chuyển giới nói riêng và xã hội nói chung. Hai vị trí Á quân thuộc về đại diện Australia và Thái Lan, người đẹp chuyển giới Thái Lan Josie Rinada Thurapan nhận được sự đánh giá cao trước cuộc thi. Với ưu thế nước chủ nhà, Josie Rinada Thurapan được kỳ vọng giành ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, cô mất điểm ở phần thi ứng xử, chỉ giữ vị trí Á hậu 2. Đêm chung kết Hoa hậu chuyển giới năm 2018 gồm các phần thi trang phục dân tộc, dạ hội, trình diễn bikini và ứng xử. Ngoài sân khấu hoành tráng, đêm chung kết bị nhiều người phản đối tiêu cực khi sân khấu liên tục bị chết sóng. Một điểm đáng tiếc nữa của đêm chung kết là sự thiếu vắng của đại diện Brazil ở top 3. Đại diện Brazil được khen là ứng cử viên nặng ký cho vương miện Hoa hậu, tuy nhiên cô lại dừng chân ở top 6. Hoa hậu chuyển giới quốc tế được tổ chức lần đầu từ năm 2004 nhằm tôn vinh sắc đẹp của người chuyển giới trên toàn thế giới. Thái Lan là quốc gia có nhiều thí sinh giành ngôi vị hoa hậu nhất. Quốc gia này đã có 4 lần đăng quang, tiếp theo đó là Philippines với 2 lần giữ vị trí số 1. Cuộc thi được đánh giá mang ý nghĩa tinh thần đối với cộng đồng chuyển giới, đồng tính, song tính. Sau cuộc thi,
nhiều người trong họ đã có những bước tiến nhất định tại ngành giải trí. Sáng mùng 6 tháng 3,